Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị trở lại với chương trình sự kiện trong ngày và thưa quý vị, người ta nói ngày xưa người ta có một cái câu nói là trời đã sinh ra du còn sinh chi ra lượng và ở trong thứ bảy vừa rồi đó chúng tôi cũng có thưa khi mà nhắc về cái câu chuyện về cái trò giật gân trong chính trị khi mà ông Ron DeSantis đã đưa người chất di dân bất hợp pháp đó chất đầy lên cái chiếc máy bay và chở đến cái vùng Marthas Vineyard để mà ông nói rằng bây giờ những cái tiểu bang những cái vùng đất mà dân chủ đang muốn á, trở thành thánh đường để tiếp đón di dân phải không? thì bây giờ ông cũng như là ông thống đốc uh, Texas là Greg Abbott sẽ làm cái điều đó và những cái tiểu bang dân chủ sẽ được như ý. thì cái câu chuyện đó nó xảy ra từ hôm thứ năm nhưng mà bây giờ những cái diễn tiến và những cái hệ lụy nó vẫn còn xảy ra cho đến ngày hôm nay. Um, cụ thể trở lại với câu nói hồi nãy Hoàng Vi vừa trích lại, chắc quý vị cũng còn nhớ, trời đã sinh ra Du còn sinh chi ra lượng, trời đã sinh ra Ron DeSantis còn sinh ra Chi Gavin Newsom có nghĩa là cái cuộc chiến quý vị đang thấy trên màn hình giữa hai ông thống đốc California và Florida vẫn chưa bao giờ nguôi cơn nóng. Cụ thể là ông thống đốc California mới đây nhất thôi. Sau những cái đòn chỉ trích qua lại liên quan đến câu chuyện di dân, cái trò giật gân về chính trị như thế này, ông Gavin Newsom đã thách thức ông Ron DeSantis bây giờ có ngon á, lên tranh luận ở cái vấn đề này đi. Cái vấn đề đưa 50 người nhập cư đến cái chỗ Martha's Vineyard này. Bởi vì đó, ông Ron DeSantis nói là mình sẽ tiếp tục làm chuyện đó bởi vì mình có cái lý lẽ của mình. Thì ông ông Newsom đã lên án rất là mạnh mẽ và còn đòi Bộ Tư pháp phải vào cuộc để điều tra xem là bây giờ có liên quan đến cái âm mưu bắt cóc người hay không. Và ông Newsom nói như thế này nè, Này Ron DeSantis, rõ ràng là ông đang chật vật, đang mất tập trung và bận chơi trò chính trị trên mạng sống của người khác phải không? Vì ông rõ ràng chỉ có một nhu cầu là được người ta để ý mà thôi. Vậy thì có ngon thì lên đây, này, lên cái diễn đàn để mà tranh luận với tôi. Tôi mang theo gel vuốt tóc của tôi, còn ông thì mang theo chai xịt tóc của ông. Tại vì sao ông Newsom nói như vậy? Vì vào ngày cuối tuần vừa qua, ông Ron DeSantis nói ông Newsom quá bận chải chuốt với những cái treo vuốt tóc để mà dựng ngược cái mái tóc bóng bẩy lên như vậy. Cho nên nó ảnh hưởng cái chức năng não của ông Newsom rồi. Đó là quý vị để thấy là cái tình hình chính trường của nước Mỹ. Nó có những cái kịch tính, nó có những cái rất là sôi động, nhưng nó cũng có những cái lời qua tiếng lại, nó rất là trẻ con, nó rất là buồn cười. Thì đó là cái diễn tiến mới nhất và bước thứ hai là ngay cả ông thị trưởng của New York ông Eric Adams cũng tuyên bố là cái đội nhóm pháp lý của ông đang cân nhắc để tìm ra những cái vấn đề về pháp lý để mà có thể kiện ngược lại uh, ông thống đốc Greg Abbott liên quan đến cái chuyện mà chở những cái người di dân bất hợp pháp đến New York như vậy, đó là cái ý thứ hai. Nhưng mà những cái câu chuyện, cái trò giật gân về chính trị mà sử dụng di dân như thế này để con bài để làm con bài đó, để mà thu hút cái sự chú ý và cả cái lời tán thưởng của cử tri bên phía Cộng hòa đó, thưa quý vị, nó vẫn gây tranh cãi. Những người bên phía Cộng hòa thì tán thưởng và cho rằng là những người bên phía Đảng Dân Chủ xứng đáng điều đó và thậm chí là họ còn đi xa hơn, họ còn có những cái lý lẽ họ nói rằng đó chính những cái tiểu bang bên Đảng Dân Chủ đáng lẽ là phải bị điều tra, phải bị khép tội vì họ đưa ra cái ý là theo cái title 8 là cái luật di dân của liên bang đó, di trú của liên bang đó, thì nói rằng bất kỳ một cái tiểu bang hay là ai đó mà khuyến khích những cái di dân bất hợp pháp mà đột nhập vào nước Mỹ thì sẽ xứng đáng là bị khép tội là bởi vì những cái tiểu bang dân chủ như thế này họ đã khuyến khích di dân, thậm chí ví dụ như Los Angeles vừa rồi mới công bố là thu hút những cái di dân đến rồi thậm chí là còn cho Medicaid để mà cho những cái di dân bất hợp pháp không có giấy tờ vẫn được hưởng bảo hiểm đầy đủ và thậm chí là trong cái mùa Covid là còn cho mỗi người là gần 1.000 Mỹ Kim để mà giúp cho những di dân bất hợp pháp như vậy. Thì cái quan điểm của những người bên phía Cộng Hòa cực đoan họ nói rằng chính những người đảng Dân Chủ đã vi phạm cái title số 8 và trên Fox News vào cuối tuần hôm qua đó vào ngày hôm qua ngày chủ nhật chúng tôi cũng thấy họ làm hẳn một cái chương trình sinh ban kỹ thuật cho chúng tôi xem một số cái hình ảnh để mà chế diễu ông chính phủ của tổng thống Joe Biden đã làm không đúng và làm không đủ trong những cái vấn đề về di dân để mà bảo vệ biên giới của nước Mỹ và đây vẫn là một cái vấn đề muôn thuở mà phía cộng hòa đã chỉ trích dân chủ trong suốt cái thời gian vừa qua. After dancing yesterday, we're ready. To that take was you very nice. Off the wall to a world of pure imagination. In President Biden's world, there seems to be an unlimited imaginary money supply to spend billions on things the federal government just cannot afford. It comes from the money tree, Will. Of course. Absolutely. Let's go off the wall and take a look at some of the real world priced. Đó là những gì mà bên phía Cộng hòa đang chỉ trích ông Joe Biden cũng như những cái tiểu bang dân chủ như vậy. Nhưng mà ngược lại đó, những cái người mà lên án những cái hành vi của Ron DeSantis và Greg Abbott đó, thưa quý vị thì họ nói là vẫn có những cái cơ sở về pháp lý để mà truy tố hai cái vị thống đốc này là ví dụ những người di dân bất hợp pháp, họ tự nguyện bước lên chiếc máy bay, bước lên chiếc xe bus để mà đi đến những cái vùng đất đó thì ok không sao. Nhưng nếu như họ bị lừa phỉnh và nói rằng bây giờ đi đến đây đi rồi sẽ được visa được cấp visa làm việc rồi sẽ có cuộc sống sung túc hơn. Thậm chí chúng tôi đã đưa tin là một số cái vị cái người di dân trong cái chuyến đi đó đó họ đã được cho 200 đồng và kêu gọi những người khác để cùng bước lên cái chiếc máy bay chung với mình. Thì nếu như mà những người di dân bất hợp pháp bị lừa phỉnh thì có nghĩa là những cái người tổ chức những cái chuyến bay như vậy hay là những chuyến xe bus như vậy đã phạm vô cái tội là um, um, coi như là bắt cóc và di chuyển những cái di dân bất hợp pháp từ một cái tiểu bang này sang cái tiểu bang khác thì chúng ta phải chờ xem và Hoàng Vi tin rằng là sắp tới sẽ còn những cái diễn tiến liên quan pháp lý liên quan câu chuyện này nhưng mà vào cũng vào chủ nhật ngày hôm qua ở trên cái chương trình Face the Nation mà chúng tôi xem có một cái lời phát biểu mà chúng tôi nghĩ rằng cũng đáng tham khảo của một vị cựu bộ trưởng nội an đó thưa quý vị dưới thời của cựu tổng thống Barack Obama đó là ông Jeff Johnson ông nói đó thật ra đó chính chính phủ của joe biden cứ bị chỉ trích đó là làm bỏ lơ làm mặc kệ là phớt lờ là làm không đúng và không đủ những vấn đề di dân đó. thì cái chuyện này thực ra là như vậy cũng là oan cho chính phủ của ông tổng thống joe biden bởi vì theo lời của ông jack johnson này nói đó là mỗi một tháng đó nước Mỹ hiện nay đã gửi ngược 100.000 người tại biên giới gửi ngược về cái nước sở tại của họ chứ không phải là mở cửa để di dân ào ạt trở về. Cụ thể là ông Jack Johnson nói như sau, xin mời ban kỹ thuật cho chúng nghe một đoạn rất là ngắn sau đây. An enforcement policy on our southern border. Uh, this administration, I believe, unfairly is perceived as, as lax on border enforcement. In fact, uh, we are sending. Back over 100,000 people a month and have been for the last two years, over 2 million people. The lesson I learned managing this issue is you've got to repeat yourself maybe 25 times before anybody will listen to you. You have to show that we are, in fact, sending people Why back, isn't probably that about as fast. Đó quý vị nghe lời ông uh, cựu Bộ trưởng Bộ Nội An có nói rằng uh, thật ra đây là cũng là oan ức cho chính phủ của Joe Biden vì mỗi tháng cũng gửi ngược lại di dân 100 000 đi ngược về nước sở tại. Và trong 2 năm qua đó đã bắt giữ khoảng 2 triệu người ngay tại biên giới. Chứ không phải là như cái lời cáo buộc bên phía Cộng Hòa cho rằng là thả cửa đâu. Và cái điều cần làm mà ông nói với cái người dẫn chương trình của um, Face the Nation đó, vào ngày hôm Chủ nhật là chính phủ Joe Biden phải tích cực và tiếp tục nói đưa ra những cái thông điệp về những cái việc làm của mình và thậm chí là còn phải lặp lại cả 25 lần mỗi ngày để cho cử tri biết rằng là mình không có bỏ lơi cái vấn đề về biên giới. Đó là cái lời phát biểu cũng khá là đáng quan tâm của một vị đã từng làm ở trong bộ nội an như vậy và cũng là ngày hôm thứ bảy cuối tuần vừa qua, coi như là chúng tôi được xem cuối tuần coi như là hàng loạt những cái phát biểu từ những cái vị là um, thống đốc rồi những cái nhà lập pháp liên quan những vấn đề nóng hổi sẽ vừa mới xảy ra thì trong đó nổi lên cái lời phát biểu rất là cảm động của ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland khi mà ông đến dự một cái buổi tuyên thệ của 250 người đến từ những cái quốc gia khác nhau và bây giờ chính thức được có quốc tịch Mỹ đó thưa quý vị từ những cái nước như Albany cho đến Yemen thì khi mà ông welcome ông nói là nước Mỹ chào đón những cái vị này đã chính thức trở thành công dân Mỹ nhưng mà ông Merrick Garland trong cái bài phát biểu của mình nó có một chi tiết chú ý là ông nói hai chuyện thứ nhất là ông dành 10 phút để nói về cái lịch sử gia đình của mình. Ông nói chính bản thân gia đình ông đây nè, bà của ông đã chạy trốn cái phong trào bài do thái ở Belarus và sau đó là đã đến nước Mỹ. Còn gia đình vợ của ông cũng vậy, mẹ vợ của ông cũng là người chạy trốn khỏi cái chủ nghĩa phát xít. Và bây giờ sau khi mà đến nước Mỹ và bây giờ đã trở thành ngày hôm nay, ông đã quyết định chọn cái con đường là để phục vụ cho đất nước Mỹ và trả lại cái ơn mà ông không bao giờ quên. Và ông đi xa hơn, ông nói rằng cái chuyện mà kỳ thị về di dân hiện nay á, đây là cái chuyện không có đúng. Bởi vì nguồn gốc của chúng ta có thể là từ khắp nơi trên thế giới và chúng ta đã đến nước Mỹ và chúng ta đã có những cái đóng góp và sẽ tiếp tục trả ơn không có quên cái ơn này cái ý thứ hai ông Maricar lên cũng tranh thủ nói một cái ý như thế này mặc dù không có nói rõ cái sự kiện nào hết nhưng mà ông nói là trong nước Mỹ hiện nay cái tình trạng chia rẽ nó rất là lớn và đang có những đặt những cái vấn đề những cái câu hỏi về cái chuyện là thượng tôn pháp luật và ông đi xa hơn và giải thích thượng tôn pháp luật có nghĩa là pháp luật thực ra đối xử với mọi người dân của Mỹ như nhau không có chuyện là có một cái luật dành cho bạn bè và một cái luật dành cho kẻ thù không có chuyện có một cái luật dành cho người có power và một cái luật dành cho người dân bình thường không có power luật dành cho người giàu và luật dành cho người nghèo đó là không có cái sự phân biệt như vậy cho nên chỉ có một cái luật thượng tôn pháp luật duy nhất mà thôi và ông còn nói là tuy nhiên á, cái luật pháp cái hiến pháp của nước mỹ nó rất là mong manh chỉ cần nếu chúng ta để ngỏ hoặc chúng ta không có làm đúng á, thì nó sẽ bị tan vỡ ông nói trong bối cảnh suốt tuần vừa qua chắc quý vị còn nhớ bộ tư pháp đang mở một cái cuộc điều tra diện rộng về những cái chuyện là tấn công vào tòa nhà quốc hội rồi về cái chuyện các cựu tổng thống donald trump đang lưu giữ những cái tài liệu mật như thế nào và một cái cuộc chiến phải nói rất là gây gắt giữa cựu tổng thống với lại bộ tư pháp à, cho nên là ông ông maric galen ông không nói rõ nhưng mà khi mà nghe cái lời phát biểu như vậy người ta cũng hiểu cái ý như thế nào và nhưng mà nói chuyện bà do thái có một cái chuyện vui đó, thưa quý vị là có một cái nhân vật ở New Jersey vừa mới bị công tố viên khởi tố và có thể sẽ phải ngồi tù 3 năm rưỡi vì cái tội gì? Vì cái tội là cái nhân vật này trước giờ đó là luôn luôn đề cao cái tinh thần là chủ nghĩa da trắng cực đẳng, là thượng tôn và đã phục sức ăn mặc như là Hitler vậy đó và tiến vào tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng thì bây giờ cái kết cuộc dành cho cái nhân vật này có tên là Hel Kusenali quý vị đang thấy trên màn hình đó muốn mình trở thành một cái bản sao của Hitler và đề cao chủ nghĩa da trắng cực đẳng và kết cuộc là gì là sẽ lãnh vào cái án tù vào khoảng ngày 25 tây sắp tới đây thì chánh án sẽ công bố nhưng mà những công tố viên của liên bang của từ bộ tư pháp đó họ đang đề nghị mức án 3 năm rưỡi cho cái nhân vật này là bởi vì đã tấn công và nền dân chủ của nước Mỹ và còn một cái tin tức cuối cùng một cái phần này đó là trong cái bối cảnh hiện nay nước Mỹ gây chia rẽ và những cái người ở cái cái tình trạng mà đấu tranh vì cái sự công bằng sắc tộc vẫn còn đang diễn ra sự kỳ thị vẫn còn rất nhiều và chúng ta vẫn còn nghe nói đến cái chuyện là người da đen người da màu, những cộng đồng thiểu số bị kỳ thị. Nhưng mà hiện nay có một cái trào lưu mới nữa thưa quý vị, cụ thể là vào ngày hôm qua, khi mà cái người cơ Will Ken ở trên Fox News đã có cái lời than thở là nước Mỹ bây giờ chán quá, nước Mỹ buồn quá, là bởi vì nước Mỹ lại có cái tình trạng là những người da trắng lại bị kỳ thị ngay chính trên nước Mỹ như thế này là cái ông cơ bên góc bên trái màn hình. Và ông nói là chưa bao giờ hết trước đây người da đen là cái người ghét ở bên góc phải. Có phải là ông cũng từng chứng kiến những cái cảm giác bị kỳ thị đúng không? Còn bây giờ tôi đây tôi thấy rõ ràng là ở trong nước mỹ có cái tình trạng là kỳ thị người da trắng và cái điều này là điều không thể chấp nhận được nhưng nó khá là phổ biến hiện nay và chúng tôi thưa quý vị sẽ trở lại sau ít phút dành cho thương mại với nhiều tin tức hấp dẫn ở phía sau